anh em. Đây, sau anh Lộc có cái hàng quay lại giới thiệu anh em hai cây condo, một condo thẳng, một condo u. Đây, số điện thoại của em 0963793336. Trước giờ vẫn dùng một số anh em nhé, yên tâm là uy tín đảm bảo. Cái condo thẳng đằng sau anh em nhìn lại, đang dùng kính bắn nhanh nhé. Đây, cho anh em cận chiến cự ly gần. Đấy, có la xe hỗ trợ. Đấy, bình 45 có thể lắp một bình ngắn, bình 35 ngắn hơn. Vào đây cho gọn, giảm thanh có thể lắp giảm thanh khác cho nó tụt vào trong lòng. Đây như cái này. Đấy, kỳ là ok luôn. Hơi trái tay nên là đó, quy lên rất đẹp. Đấy, quy búa đồng nhé, kéo xong về này gặp ấy rất uy lực luôn chưa. Đây là con đô thả. Đấy, cái này thì không có chân trống gác tạm một cái kì. Ui giời, bắt đầu đặt nó xuống đây cho nó nằm xuống. Chà, đấy, nhìn nha, một cây quá là ok luôn, xịn xò chưa. Kéo về này chưa. Rất êm luôn, chỉ nghe tiếng búa đập và tiếng hơi xì ra rồi. Giới thiệu sơ qua cái u nhé, giảm thanh 3 khúc này. Đấy, kính Discovery này, VTR này, bình nhôm 35 này, van khớp Cricket này. Đấy, em sẽ giới thiệu cái cành này, cành bờ lanh. Cành này thì chủ nhân của nó nhìn nó sẽ biết ngay đây là dòng cành của bên Trần Vích nha. Tiện cành để lắp giảm thanh âm rất đẹp, cành rất chơi rất led luôn. Dùng kẹo 5.52 mọi người nhé, 5.5 và 5.52 đều dùng được. Nó thích hợp loại này, nó không kén kẹo, chơi này rất sướng. Đấy, đây là côn đồ thả có laser. Cái này hay gọi anh em gọi là hot dog, hot dog anh em bắn đấy, bắn PUBG nhiều. Đây, kính bắn nhanh, đưa lên cái là có tâm. Đây, tâm đỏ đỏ chưa? Đó, đỏ đỏ. Đấy, nó sẽ sáng từ trước này. Đèn pin nó chiếu ngược đây, ánh sáng từ đây chiếu đây và ra là lấy tâm. Lấy tâm đỏ không? Có rất nhiều chế độ tâm nhé, mình có thể bật này. Chế độ tâm khác nhau này, đấy, dấu cộng này. Em thấy chưa? Thấy tâm dấu cộng này không? Đấy, tâm dấu cộng đấy nhá. Chế độ khác này. Đấy, tâm tròn này. Đấy, xem nào, có nhìn ở dưới này có mấy chế độ đây. Hơi gần quá, điện thoại em hơi kém. Nó có mấy chế độ tâm đây, mình có thể nhìn trên tâm này. Đấy, sang chế độ này. Đấy, tâm vuông này, tâm tròn nữa này. Đấy, tâm một chấm này. Thấy chưa? Đấy, rất hay, cái kính này rất hay luôn. Xong anh không dùng thì anh có thể tắt nó về không. Tắt nó không ở đây đi. Đấy, tắt nó về không, nó bật lên thì đấy, chuyển sang bật. Còn nó sẽ là to tâm lên nhé, màu đỏ ạ. Và nó sẽ to, phóng đại tâm anh em mắt đấy, thì sẽ để mức nhỏ nếu mà muốn to nhìn phóng ở đây. Đấy, chỉnh lên xuống ở con ốc này, chỉnh trái phải con ốc đây. Đó, rất chi là sướng, rất chi là dễ sử dụng, đẹp, rất chi tiện. Chơi này thì nói chung là cứ đi gần thôi, 30m, cứ đi xa hơn thì không ngắm được. Còn cái này dùng kính zoom. Kính zoom thì bắn xa anh em sẽ dùng cái kính zoom này, lắp vào, tháo ra, tháo vào, lắp vào rất chi là tiện thôi mà, nhanh lắm, gọi là kính bắn nhanh mà. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại em đây nhá, 0963 793736 rồi, chào tất cả anh em.